Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh học tiếng Anh của mình các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục dịch cái bài liên quan tới cái đoạn quảng cáo hoặc lá thư các bạn ha. Advertisement and letter. Câu đầu tiên là Our ABC company is seeking to hire an exceptional customer service sales oriented leasing consultant for Jackson Park Place Department. A prestigious apartment community located in Fresno, CA. Chúng ta có từ seeking tức là tìm kiếm các bạn ha, có nghĩa là tìm kiếm cái gì đó. Từ tiếp theo là từ hire là thuê mà, thuê hoặc mướn. Cộng từ là customer service tức là dịch vụ khách hàng các bạn ha, dịch vụ khách hàng. Chúng ta có từ là oriented tức là định hướng mà, định hướng. Từ tiếp theo là prestigious tức là uy tín các bạn, uy tín. Community tức là cộng đồng, cộng đồng. Câu dịch sẽ là công ty ABC của chúng tôi đang tìm cách thuê một tư vấn viên bất động sản theo định hướng bán hàng dịch vụ khách hàng, đặc biệt cho tòa nhà Jackson Park, một khu căn hộ uy tín nằm tại Fresno, CA. Câu tiếp theo là position overview. The leasing consultant will show and lease department to prospective residents and assisting with renewal leases for existing residents as well as effectively, courteously and efficiently provide customer service to prospect and existing residents. Từ đầu tiên là overview, overview. Overview đó là sự miêu tả chung hoặc đánh giá chung hoặc nói tóm lại là tổng quan các bạn ha, tổng quan. Chúng ta đến với từ consultant có nghĩa là người tư vấn mà, hoặc là cố vấn. Show nghĩa là sự bày tỏ hoặc sự trưng bày, cuộc triển lãm các bạn ha. Lease tức là hợp đồng cho thuê, ở trường hợp này mình đề cập tới là bất động sản các bạn ha. Apartment có nghĩa là cái buồng nhỏ hoặc là căn hộ hoặc căn phòng các bạn ha. Từ resident có nghĩa là cái nhà, có nhà ở một nơi nào đó, hay nói đúng hơn là nơi cư trú các bạn ha, chỗ cư trú ha. Từ tiếp theo là assist là sự giúp đỡ hay trợ lý. Chúng ta có danh từ assistant đó là người trợ lý. Từ tiếp theo là renewal là sự phục hồi, sự khôi phục, sự tái sinh. Từ tiếp theo là effectively có hiệu quả, có hiệu quả. Courteously lịch sự, nhã nhặn. Efficiently có hiệu quả hoặc là hiệu nghiệm. Từ cuối cùng là prospect có nghĩa là cái nhìn rộng về một phong cảnh hoặc toàn viễn, hay nó đúng hơn là viễn cảnh các bạn. Câu dịch sẽ là tổng quát về vị trí, tư vấn viên bất động sản sẽ giới thiệu và cho thuê các căn hộ với tới những cư dân tương lai và hỗ trợ đổi mới các hợp đồng thuê cho các chủ căn hộ hiện tại, cũng như cung cấp dịch vụ khách hàng một cách hiệu quả, lịch sự và chất lượng tới các khách hàng tương lai và khách hàng hiện tại. Chúng ta đến với câu tiếp theo, job duties. Job duty tức là nhiệm vụ của công việc các bạn ha, nhiệm vụ. Meet and qualify all prospective residents and obtain necessary guest card information. Từ obtain có nghĩa là đạt được, giành được hoặc thu được cái gì đó. Necessary có nghĩa là cần thiết các bạn ha, cần thiết là thiết yếu. Guest tức là khách hoặc là khách mời. Công việc sẽ là gặp gỡ và làm tất cả các khách hàng tiềm năng có đủ tiêu chuẩn mua căn hộ và có được những thông tin khách hàng cần thiết. Câu tiếp theo, sell prospective resident the models and unit available for rent. Từ prospective có nghĩa là tương lai hoặc về sau, sắp tới. Từ model nghĩa là kiểu mẫu hoặc là mô hình các bạn ha. Từ available tức là sự có sẵn, có sẵn. Rent tức là thuê. Câu dịch sẽ là giới thiệu cho khách hàng tiềm năng mẫu nhà và các đơn vị sẵn sàng cho thuê. Câu tiếp theo, take applications for rental, accept rental deposits and process application for approval procedure. Từ application là sử dụng, sự áp dụng các bạn, sự ứng dụng. Accept là chấp nhận hoặc là
chấp thuận cái gì đó. Deposit tức là khoản tiền gửi vào một tài khoản ở ngân hàng, hay còn gọi là tiền đặt cọc các bạn. Từ tiếp theo là process, nghĩa là quá trình hoặc là quy trình. Approval nghĩa là sự tán thành, sự chấp nhận hoặc sự phê chuẩn các bạn ha. Procedure tức là thủ tục. Và câu dịch sẽ là lập các hợp đồng thuê nhà, chấp nhận tiền thuê nhà và xử lý các thông tin trong quá trình thông qua. Câu tiếp theo, assist in the lease renewal process, performing duties as assigned by the general manager or assistant manager. Từ assist có nghĩa là giúp đỡ, trợ lý các bạn ha. Perform nghĩa là thi hành, thực hành, cử hành một cái nghi lễ nào đó. Duty nghĩa là bổn phận hay nhiệm vụ, trách nhiệm phải làm một công việc gì đó. Assign nghĩa là cho ai cái gì như là một phần của công việc, có nghĩa là phân công hoặc là chia phần các bạn. Câu dịch sẽ là hỗ trợ các nhiệm vụ thực hiện quá trình đổi mới hợp đồng cho thuê được chỉ định bởi tổng giám đốc hoặc trợ lý giám đốc. Câu tiếp theo, walk the property daily to inspect rent, ready apartments and the general condition of the community. Chúng ta có từ property tức là tài sản của cải, vật chất hay là vật sở hữu. Inspect có nghĩa là xem xét kỹ, kiểm tra hay thanh tra. Condition là điều kiện. Community tức là toàn thể nhân dân, hay nói đúng là cộng đồng nha các bạn, cộng đồng. Câu dịch sẽ là thực hiện các chuyến đi hàng ngày để khảo sát các căn hộ có sẵn cho thuê và điều kiện tổng thể của khu dân cư. Từ compensation tức là chế độ đãi ngộ các bạn, chế độ đãi ngộ. Câu tiếp theo, compensation includes a very competitive but high salary, insurance, health, dental and life insurance. To include là bao gồm hoặc là gồm có. Competitive tức là cạnh tranh hoặc đua tranh các bạn ha. Insurance có nghĩa là bảo hiểm. Câu dịch sẽ là chế độ đãi ngộ bao gồm mức lương cạnh tranh cao, bảo hiểm bao gồm là sức khỏe, nhà kho và bảo hiểm cuộc sống. Về chế độ nghỉ như thế nào? Pay vacation, các kỳ nghỉ được trả phí. Participation in annual bonus program. Từ participation có nghĩa là sự tham gia hoặc sự tham dự các bạn ha. Bonus tức là tiền thưởng. Câu dịch sẽ là được tham gia các chương trình thưởng hàng năm. Và bài dịch đến đây là hết rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Chào tất cả các bạn.